Hello, xin chào các bạn, đã quay lại channel Riding On. Như mình đã có thông báo từ trước, mình sẽ tách nội dung Top Rider cũng như những video có chèn clip của Commander ra một kênh riêng là kênh này Riding On. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với clip Color DK với tất cả các firm của nấy, từ Pay Firm cho tới Complete 21. Firm có thể nói là được đánh giá là mạnh nhất của DK. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu cái clip này đâu. Chúng ta sẽ cùng nói sơ lược về series Color DK. Commander DK bắt đầu với giấc mơ của một cô gái mang tên Natsumi. Cô ấy đã có giấc mơ về kẻ hủy diệt thế giới, một rider tiêu diệt toàn bộ những rider khác. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cô gặp chàng trai tên Kadoya Tsukasa, một người không thể nào hoàn thiện như bức ảnh của mình. Những tấm ảnh nãy chụp ra luôn có những sự biến dị nhất định. Cuộc hội ngộ của hai người chẳng kéo dài được lâu. Một chàng thanh niên bí ẩn đã gặp gỡ Tsukasa về định mệnh của anh sẽ trở thành kẻ hủy diệt thế giới, giống như giấc mơ của Natsumi. Và sự kiện đầu tiên đã diễn ra, tất cả những thế giới đã hòa lại làm một, khiến cho thế giới hiện tại của Tsukasa và Natsumi vô cùng hỗn loạn. Trong quá trình chạy trốn sự giao thoa những thế giới, anh đã gặp những tên ác quỷ của những thế giới khác và đã nhặt lại chiếc hắc lưng DK Driver, giúp anh chuyển hóa thành Color DK và bước vào cuộc hành trình du hành sang chính thế giới để tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao những thế giới lại va chạm vào nhau. Sau lưng tất cả có đơn thuần là chính thế giới hay không, hay còn những bí ẩn nào khác, các bạn hãy tìm xem Color DK nhé. Hình dạng đầu tiên của Color DK là DK Pay Firm. Đây là hình dạng cơ bản sử dụng xuyên suốt series của DK, xuất hiện lần đầu tiên trong 9 tập 1 của Color DK sau khi Kadoya Tsukasa nhặt được chiếc thắt lưng DK Driver và chuyển hóa thành Color DK. Hình dạng của anh ấy có tông màu chủ đạo là màu hồng magenta, đen xen vào đó là cơ thể màu đen với những sọc trắng. Đặc trưng của anh ấy là đôi mắt màu xanh lá cùng với một chấm vàng ở trên gương mặt. Lúc biến hình, DK có những lá bài được cắm vào gương mặt của mình tạo nên sự đặc trưng riêng biệt. Vũ khí của DK là một chiếc hộp đựng những tấm ảnh của những rider khác, là những tấm cạc giúp anh ấy chuyển hóa cũng như sử dụng sức mạnh của những rider cũng như khả năng của bản thân. Và nó còn có khả năng chuyển hóa thành một khẩu súng ngắn hoặc một thanh gươm và được cường hóa bởi sức mạnh của những lá bài. Khả năng đặc biệt của Color DK như mình đã nói là series kỷ niệm nên DK được tạo hình là một chiếc máy ảnh sao chép lại tất cả những rider mà anh từng gặp. Anh có khả năng chuyển hóa hình dạng tương tự như họ, chứ không phải giống như Color Zio là sử dụng armor gắn lên người. DK sẽ sao chép hoàn toàn, chỉ khác khi muốn sử dụng khả năng thì anh ấy bắt buộc phải sử dụng những tấm cạc của mình để kích hoạt khả năng đó, vì thắt lưng của anh ấy không hỗ trợ được những đặc điểm như Clock Cup của Kabuto hay là những đặc trưng chiếc thắt lưng của Surify. Gần như anh sử dụng được hầu hết tất cả những khả năng của những rider mà anh ấy từng gặp. Ban đầu DK có khả năng sử dụng tất cả những rider, nhưng nó bị mất ngay sau đó và anh ấy bắt buộc phải đi qua chính thế giới để có lại sức mạnh những rider đó. Ngoài khả năng chuyển hóa thành hình dạng cơ bản, DK còn khả năng chuyển hóa thành những hình dạng đặc biệt của rider, giống như hình dạng Fire Axel giúp anh ấy bắt kịp tốc độ của Cavalier The Bee trong thế giới của Kabuto. Ngoại trừ việc có được những lá bài để biến hình hình dạng của rider khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại một thế giới nhất định, DK còn có khả năng biến họ trở thành một dạng mang tên Final Form Ride. Một số hình dạng Final Form Ride bao gồm Kuwagata của Kuga, biến Kuga trở thành một con bọ hung khổng lồ, hay hình dạng cây cung khổng lồ biến thân từ Kabuto Kiba, cũng như hình dạng lò bò cánh cứng Kabuto từ series Kabuto Kabuto, hỗ trợ những đòn Final Attack đặc biệt với hình dạng Final Form tương ứng của Rider. Ngoài những lá bài đó, DK cũng có những lá bài hỗ trợ riêng cho bản thân mình, bao gồm Splash giúp tăng phạm vi tấn công của thanh gươm của anh ấy đạt hiệu quả tấn công cao hơn so với lại chém thông thường, và lá bài Illusion giúp anh phân thân tạo ra những bản sao của mình tấn công kẻ thù. Một trận chiến nổi bật nhất về lá bài này chính là trận chiến với Cavalier Knight, khi Knight cũng có những lá bài có khả năng tương tự như DK. Và cuối cùng, đặc trưng nhất của toàn bộ Rider đó là đòn Rider Kick Final Tech Ride tạo ra những lá bài tương tự nó khi DK đi xuyên qua những lá bài và thực hiện đòn Rider Kick, giúp tăng sát thương của anh gây ra đối với kẻ thù. Và đây có lẽ cũng là lá bài nổi bật nhất, cũng làm nên thương hiệu của Color DK. Kamen Rider DK Complete Form. Đây là Final Form của DK trong series chính của anh ấy, là form có thể coi là mạnh nhất trong series chính. DK Complete Form được xuất hiện lần đầu trong tập 20 của Cabaret DK, lúc anh ấy vừa hoàn thành hành trình sang chính thế giới và đã bước vào thế giới tưởng chừng đó là thế giới của mình, nhưng thực chất đó lại là Nega World, nơi mà những Dark Rider đang thống trị và chi phối toàn bộ thế giới.
Complete Form được tạo ra bởi bảo vật của thế giới này, với hình dạng của nó rất giống chiếc máy chơi game cầm tay bết bơi vào thời điểm những năm 2000. Đặc trưng của form này là tạo hình của nấy đã đưa những màu hồng magenta lên phần thân và đầu của cơ thể. Cơ thể được điểm tô bằng đen và bạc, rất đặc trưng. Điểm mà chúng ta không thể nào quên trong tạo hình của GK đó là những lá bài thể hiện những rider khác nằm trên toàn bộ cơ thể của nấy, và lá bài của GK Complete Form nằm ở trên đầu của GK. Dựa vào tạo hình, chúng ta cũng có thể hình dung được GK Complete Form là một form thiên về sử dụng khả năng tấn công, chứ không phải là form sinh ra để đánh tay đôi, không hề có vũ khí thêm cũng như bất kỳ khả năng nào đặc biệt liên quan tới những lá bài mới. GK Complete Form tương tự như Cabra DK cơ bản, thậm chí có những lúc anh ấy còn lù đù hơn phiên bản cơ bản. Nhưng bù lại, khả năng sử dụng đòn tất sát của DK Complete Form là một trong những đòn tất sát khủng nhất trong những series rider. Khi sử dụng đòn tấn công, anh ấy sẽ lựa chọn một rider tương ứng và tạo ra một phân ảnh của rider đó cùng tấn công với bản thân. Điều đặc biệt là những phân ảnh đó luôn là final form. Trong trận chiến với những tên Dark Rider, DK đã thể hiện gần như toàn bộ sức mạnh của Cabra Complete Form khi tạo những phân ảnh của Ryuki, Survive, Kabuto, Hyper, Fire, Blaster. Mặc dù mạnh là như vậy, nhưng chúng ta vẫn tìm thấy rất nhiều yếu điểm từ DK Complete Form, như đó chỉ là đòn tất sát, đa phần là sử dụng vũ khí là kiếm hoặc súng của Final Form. Anh ấy gần như không tận dụng hết khả năng. Tiêu biểu là khả năng bay của Cabra Fire Blaster cũng như Hyper Clock Cup của Cabra Hyper Kabuto. Đây là một điểm yếu vô cùng chí mạng DK Complete Form. Nhưng về yếu tố kỷ niệm thì nó đã hoàn thành tốt vì tạo hình của Rider lấy là những hình ảnh của Final Form của những Rider tương ứng. Một hình dạng đặc biệt của Cabra DK là Zumbo DK Driver. Đây là hình dạng chỉ xuất hiện trong series Cabra DK phần movie mang tên Cabra DK On Rider vs Die Shocker. Hình dạng này được kích hoạt khi Cabra DN sử dụng một lá bài đặc biệt, biến Cabra DK trở thành hình dạng Final Form của nấy, rất giống với cách mà nấy tạo ra những Final Form như mình nói ở hình dạng cơ bản của nấy, đó là biến Cabra Kuga thành Kuwagata, cũng như là biến Cabra Kiva thành hình dạng một chiếc cung khổng lồ. Và lần này người bị biến hình lại chính là DK, chiếc thắt lưng khổng lồ. Nhưng chiếc thắt lưng này không hề có tác dụng trong chiến đấu. Tận dụng khả năng của Cabra Z, một rider khổng lồ trong thế giới của rider, và chuyển hóa Cabra Z trở thành hình dạng Complete Form. Điểm đặc biệt của hình dạng Complete Form này, ngoại trừ kích thước khổng lồ của nó chỉ có DK Driver do Cabra DK biến hình mà không cần sử dụng tới K-Touch, nó vẫn có khả năng chuyển hóa thành DK Complete Form như bình thường. Đòn Rider Kick nó tập hợp tất cả những lá bài mang hình ảnh của những rider khác, không đơn giản chỉ là lá bài mang hình dạng của Cabra DK Final Tech như khi sử dụng form cơ bản, và đòn tất sát để kết liễu tinh trùm trong series Cabra DK On Rider vs Die Shocker cũng là màn thể hiện duy nhất của Kamen Rider DK ở hình dạng Zumbo DK Driver này. Kamen Rider DK. Trong movie Kamen Rider DK vs W, chúng ta có hai form đặc biệt của Cabra DK, bao gồm Cabra DK Violent Emotion, là một form được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích vì đây là tổng hợp của sự ngầu lòi cũng như những màn ra đòn kết liễu dứt khoát của Cabra DK và hình dạng DK Complete mạnh nhất, với tất cả những rider trên cơ thể của DK đã chuyển hóa từ những hình dạng rider cơ bản sang hình dạng final form của họ. Form này nó sẽ không triệu hồi phân ảnh của rider mà chỉ kích hoạt khi có những rider đó đứng cạnh DK và biến họ từ form cơ bản thành hình dạng final form, và đó là điều đặc biệt nhất của Cabra DK hình dạng Complete Form tối thượng. Kế đến là hình dạng được mong chờ nhất, DK Violin Emotion. Như mình đã nói, đây là form chỉ xuất hiện trong series VS với W. Đây là form mở đầu cho toàn bộ tập phim. Nó thể hiện sức mạnh khủng khiếp của DK khi nấy đã muốn chiến đấu nghiêm túc. Đặc trưng của form này đó là đôi mắt của nấy đã thay đổi hoàn toàn, từ đôi mắt của một rider chính nghĩa trở nên vô cùng tà ác, và chấm sáng ở trên đầu từ màu vàng nó chuyển thành màu tím. Tất cả những kỹ năng chiến đấu của DK trở nên vô cùng tàn nhẫn. Anh ấy không cần sử dụng hình dạng của rider đó để sử dụng khả năng của họ. Như trong đoạn đầu tiên, anh ấy đã dễ dàng hủy diệt Kabuto bằng sử dụng Block Up cũng như kết hợp với Invisible, một khả năng của Cabra DN. DK cũng có tấm kẹt tương tự, nhưng anh ấy rất ít sử dụng tấm kẹt Invisible này, áp đảo hoàn toàn những rider mặt đất. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Violent Emotion. Nó còn khả năng tạo ra đòn Final Attack dài đến không tưởng để bắt kịp Cabra Sky ở trên bầu trời, chỉ với một đòn Final Attack duy nhất.
Ngoài những đòn tấn công cũng như những tấm cạc đặc biệt, sức mạnh của Camero Violent Emotion cũng không thể nào coi thường khi nấy đã đánh bại Camero Kuga Ultimate. Có thể đoạn này là do Kuga lỡ với AR, nhưng đây cũng không phải phủ nhận một form cơ bản mà có thể đánh ngang với một Rider ở hình dạng Final Form cũng là chuyện rất đáng nể rồi. Chưa kể Kuga còn sử dụng hình dạng Final Form Ride Kuwagata khổng lồ để áp đảo DK, do hình dạng Ultimate không thể nào chống đỡ nổi DK Violent Motion. Sau khi đánh bại toàn bộ Rider, anh ấy chỉ thất bại với đúng Kamado Kibala, cũng là Natsumi. Khả năng cũng như những tấm cạc của Violent Emotion gần như là vô tận. Chỉ cần đánh bại bất kỳ Rider nào, anh ấy sẽ có khả năng cũng như những tấm cạc mà họ sở hữu, mở rộng sức mạnh của DK lên một tầm cao mới khi anh khả năng đánh bại những Rider phụ khác. Những tấm cạc ấn tượng trong series lần đó là sử dụng chiếc xe của Kamado Kaisa cũng như khẩu pháo Kamado G4 để áp đảo Kamado G khổng lồ. So về kích thước, DK cho dù có mạnh hay như thế nào cũng không phải là đối thủ Kamado G, nên ấy đã tận dụng hỏa lực của những Rider mà nãy đã đánh bại để đánh bại Kamado G. DK Violent Emotion cũng là hình dạng Rider để kết thúc series về Kamado DK. Chúng ta sẽ cùng bước sang một chương mới khi nãy gặp người kế thừa của mình, Kamado G-O, và điều này sẽ đem tới cho DK hai form mới. Đó là gì? Chúng ta tiếp tục video này. Kamen Rider. Kamen Rider Neo DK, anh ấy đã xuất hiện trong series của Zio vào thời điểm mà ai cũng nghĩ rằng DK sẽ không bao giờ xuất hiện trong series của Zio. Màn xuất hiện của anh ấy vô cùng ngầu lòi. DK sử dụng hình dạng của Kamado Agito với thanh gươm lửa đã bại Kamado Gay trong một đêm mưa. Sau đó tiếp tục chặn đường Kamado Gay bằng hình dạng Agito và đánh bại anh. Những trận chiến sau đó càng củng cố hơn sức mạnh Neo DK. Anh luôn chuyển hóa thành Rider để áp đảo hình dạng Armor của Gay cùng với Zio đang sở hữu. Tiêu biểu nhất là trận chiến với hình dạng Kamado Wizard để đánh bại Wizard Armor của Gay. Sau đó là bóp nát chiếc Rider của Kamado God. Nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ sức mạnh của Kamado Neo DK. Trong màn đối mặt với lại hình dạng Zio DK Armor, bằng cách trao một phần sức mạnh của mình cho Zio, Zio sử dụng hình dạng này cũng không có cách nào đánh bại hoàn toàn DK. Chúng ta có thể có một bài so sánh đơn giản khi nấy sử dụng chiếc thẻ của Camera Bill, anh ấy đã bị đánh bại hoàn toàn bởi hình dạng Bill Sparkling kết hợp với lại DK Raiwat của Zio. Nhưng khi chuyển hóa lại trở thành hình dạng cơ bản là Neo DK, anh ấy đã có thể đánh ngang cũng như đánh trội hơn một phần so với lại hình dạng Zio Sparkling, cho thấy sức mạnh thể chất của Camera Neo DK ở một tầm cao khác so với lại DK cơ bản. Ngoài khả năng chuyển hóa thành những Rider mới trong thời kỳ Neo Heisei, dạng Rider đặc biệt nhất Neo DK đã từng chuyển hóa đó chính là hình dạng của Kamado Zio, chứng tỏ DK đã sở hữu toàn bộ sức mạnh, không ngoại trừ bất kỳ Rider nào trong thời kỳ Neo Heisei. Hình dạng của nấy cũng không thay đổi nhiều so với lại Kamado DK cơ bản, chỉ khác mỗi chiếc DK Driver đã chuyển hóa tên của nó thành Neo DK Driver, với tông màu từ màu trắng chuyển hóa thành màu hồng. Cùng với đó là những biểu tượng của những Rider mới xuất hiện trên Neo DK Driver. Kamen Rider. Hình dạng cuối cùng mà Kamado DK sở hữu cũng là hình dạng mới nhất mà anh ấy nắm giữ trong tay, đó là Complete Form 21. Tại sao không phải là Complete Form 20 mà lại là 21? Do đây là series diễn ra trong thời kỳ Kamen Rider Saber đang công chiếu, nên anh ấy có luôn cả sức mạnh của Kamen Rider Zero One, là series diễn ra trước series Saber. Đây là hình dạng của DK được sinh ra với mong muốn của fan hâm mộ là đánh bại được Omazio, vì đây có thể coi là form mạnh nhất mà DK sở hữu khi nó được công chiếu trong trailer. Và không làm fan hâm mộ thất vọng, trong trận chiến mọi người đang bế tắc trước tên Omazio ở một thế giới song song trong series Kamen Rider Zio vs DK, 7 Zio khác nhau, để các bạn dễ tìm kiếm và xem tập phim này nhé. DK đã ra tay để giải cứu mọi người khỏi bế tắc bằng cách sử dụng K-Turt 21 chuyển hóa thành Complete 21 đối mặt với Omazio. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch tính. Khi chưa tới vài giây thì Kamado Complete 21 đã bị Omazio đánh bại dễ dàng. Dựa vào tạo hình của form này, các bạn thấy được sự hỗn loạn trên cơ thể của anh ấy. Thay vì một hàng dọc tất cả những lá bài được chồng chất lên nhau theo thứ tự khó hiểu. Cùng với đó là hình dạng của Kamado Zero Two trên đầu của DK, cũng là Rider mới nhất ở thời điểm đó như mình đã nói trên. Những viền của chân anh ấy đã chuyển hóa từ màu bạc sang màu hồng. Tấm áo tròn ngoại trừ màu sắc của nó là màu magenta thì nó còn có những hình ảnh của những Rider khác.
nhìn hình dạng của DK Complete 21, chúng ta thấy được sự chấp vá trong tạo hình và cũng như vai trò của nó trong series Cabra Zio vs DK 7 Zio khác nhau. Nó là form làm nền cho hình dạng Cyber Armor của Cabra Zio. Khỏi nói về sức mạnh của nó thì nó là form đẳng cấp nhất của DK, vì chúng ta hoàn toàn chẳng thấy được gì. Thậm chí có nhiều người còn đánh giá đây còn yếu hơn cả form Complete cơ bản. Cũng thật đáng buồn vì đây chính là form kết thúc của hành trình dài đăng đẳng của Kamaru DK và nhường sân lại cho Tokiwa Sogo. Kamaru Zio sẽ là người kế tiếp bước trên cuộc hành trình của series kỷ niệm thay vì DK, và anh ấy sẽ không bao giờ bị gọi hồn trở về nữa. Một cái kết vô cùng lãng xẹt cho Kadoya Tsukasa và cuộc hành trình vĩ đại của anh xuyên qua rất nhiều thế giới. Và với danh nghĩa là kẻ hủy diệt thế giới thì anh đã chính thức bị hủy diệt. Và đó là toàn bộ gì mình tổng hợp được về Kaoru DK với form mạnh nhất Complete 21. Các bạn cảm nghĩ gì về nó? Hay thật sự Violent Emotion mới là form được đánh giá cao nhất của Kaoru DK? Comment phía dưới mình nha. Mình là Raikon, thanks for watching. Bye.